Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình sẽ dính hàng bằng vị tướng Alice nhá. Mình thì rất nhiều bạn yêu cầu mình đi hỗ trợ. Ok, hôm nay mình sẽ trang bị cho Alice đi hỗ trợ. Hôm nay mình sẽ là một người hỗ trợ chính hiệu luôn. Đầu tiên thì sẽ là trượng băng này. Tiếp theo món thứ hai thì sẽ là đôi giày thuật sĩ giảm thời gian hồi chiêu đấy, khiên Aterion à. Vâng, thì mình không biết mình đọc đúng không nữa, kệ đi. Khiên thất truyền nhá. Tiếp theo là gươm hình chiết và món cuối cùng là giáp hô mệnh. Thì giáp hô mệnh thì mình cũng có thể thay đổi tùy thôi. Mình lên nửa giáp này, cửa kháng phép này, còn có cả phép luôn. Đấy, trang bị của mình khá là ổn. Ok, mình sẽ đi đánh hạng luôn. Thì cái con Alice này mình cũng chơi được vài trận thôi mà mình chưa thua trận nào. Đấy, ghê chưa? Cái tỷ lệ thắng của mình khá là gớm. Ở nick này thì hồi nãy mình có chơi một trận để mình test trang bị ở mùa 3. Mùa 3 thì mình mới chơi đây thôi. Đây, tỷ lệ thắng của mình thì được 100%, mới chơi một trận thôi mà, làm sao mà thắng nhiều được. Đây là trận thứ hai của mình ở cái nick này nhá. Đợt trước thì mình cũng có mượn có chơi qua một nick bạn kia nữa rồi. Thì support mà gánh tem luôn, mà VP luôn, mới chịu cơ. Cái gì vậy, bà S1 bạn nói gì cơ? Tớ tớ đi hỗ trợ mà. Sao không cần xin đâu, mình đi hỗ trợ cho, yên tâm. Bạn cứ yên tâm, nói chung là trợ thủ là nghề của mình rồi. Mình chơi Naga Road mình cũng trở thành best hỗ trợ được mà. Không lẽ mình chơi hỗ trợ, không lẽ không được hỗ trợ nhất tem sao? Không tanh là tao chon. Qua wow, đừng có chon nha cậu. Yên tâm đi mà, trời ơi căng thẳng quá cơ. Sao mà cứ căng thẳng thế nhỉ? Thì bây giờ mình cứ coi như con này là đi tăng đi. Mình sẽ cố gắng, đúng rồi, bạn S2 bạn nói đúng rồi đấy. Tớ trợ thủ hay. Đúng rồi, sao bạn biết hay vậy? Bạn quê quán ở đâu để mình tìm tới, mình cảm ơn cái câu nói vừa rồi ấy. Đấy. Đấy, hôm nay tem mình sẽ gặp đối thủ là tem bên kia. Có Batman này, có Red này, Triệu Vân này, Vera này. Và đi rừng thì là Slim. Một đối thủ mà đáng gờm đấy. Vị tướng Vera này rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm. Ok, được rồi, có gì mình sẽ làm sớm. Vera đúng không? Chuyện nhỏ thôi mà. Con đấy thì mình cũng chơi khá là nhiều trận, tầm 5-6 trận gì đấy. Con nó thì dễ chơi lắm, chủ yếu là mình biết cách gọi là đường di chuyển thôi. Tun chiêu thì cứ nhấn thẳng vào đầu người ta mà tun thôi, có gì đâu ngại. Sợ cái gì đúng không? Ok, thì cái con này bạn ấy thì như bạn ấy, cái nick của bạn đó bạn ấy không mua, nhưng mà bạn hình như chưa chơi bao giờ hay sao ấy. Hồi nãy mình chơi có một trận mà nó hiện lên là trận này là trận thứ hai. Không biết bạn ra thì hồi nãy bạn ấy kêu chon, không biết thế nào đây. Vào trận có lẽ mình sẽ bị chửi sấp mặt luôn đấy, cũng nên chứ. Ok, thì team mình có John này, Nakaros này, Motos này đều có thông thạo cả. Hy vọng thì các bạn ấy sẽ gánh teo cho mình nhá. KMM Alice. Vâng, thì có gì đâu mà phải chửi, bình tĩnh cái nào. Ôi dồi, bạn cứ căng thẳng quá. Tớ ngại đây. Đôi khi mọi người chửi vậy, tớ lại càng thấy gọi là xúc vật. Ôi dồi, chửi tới xúc vật luôn rồi. Đâu, con này là người mà, đâu phải xúc vật đâu. Chỉ có mấy con như là châu bò nó mới gọi là xúc vật thôi. Con này là người đấy, xứ sở thần tiên mà. Đúng rồi, ta đấm luôn cậu. Cậu đánh luôn, rồi cậu chửi tớ. Nhưng mà tớ không có xem cái lời chửi của bạn là cái gì đâu. Tớ không quan tâm. Đúng rồi, đánh luôn, bóc phá. Yeah, come on. Đứng dậy cái nào, Batman. Ôi dồi ôi, cậu đánh qua phá rừng tớ ấy. Tớ là một trợ thủ gọi là chính hiệu luôn đấy. Mới ở bên Hàn Quốc mới về. Thì mới tập huấn ở bên Hàn Quốc về cái trợ thủ hôm nay mới được về Việt Nam. Đã rất là lâu rồi mình mới làm clip về trợ thủ. Nói chung là hầu như là mọi người thấy clip của mình rất là hiếm. Rất là hiếm, mình chơi những con như là Toro hay là Alice, như kiểu như thế này. Hay là con gì ta, con gì mà cưỡi ngựa ấy nhỉ, mà làm choáng đấy, con gì mình quên mất tên rồi. Thì ok, cái đấy thì hôm sau mình sẽ làm sau nhá. Có nick mình mới làm được, nick này như không có con đó phải. Hy vọng hôm sau bạn ấy sẽ mua cái con tướng đó cho mình làm clip. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nào, choáng này, úi giời đấy chưa. Có ai nói gì đâu. Đấy, trời ơi, mọi người xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nha. Quảng cáo một tí xíu thôi. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ. Và mọi người cố gắng bình luận nhá. Bình luận xem mình hỗ trợ như vậy có chính xác chưa, có ổn chưa. Để mình còn rút kinh nghiệm, mình sẽ hoàn thiện hơn. Ai chơi mà không có mắc sai lầm đúng không? Kể cả mọi người cũng vậy thôi. Mình chơi không được hay, nhưng mà phải có mọi người phải cố gắng góp ý cho mình thì mình mới chơi được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đúng rồi, mình sẽ tăng mát chiêu 2 nhá.
Đấy, chạy chạy cho nó nhanh ấy, giúp đồng đội là chính thôi mà. Đấy, không biết có ai tăng mắt chiêu 1 không, nhưng mà không biết, mình sẽ tăng mắt chiêu 2. Sao? Đúng rồi, hồi máu lên. Có mana, có mana. À, có chuối, có chuối. Có chuối, đi về cậu ơi. Có hồi máu cho cậu đây. Đúng rồi, hay quá, choáng luôn. Yeah, come on. Hay quá, hay quá. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Úi dồi ôi, tuyệt vời. Vâng, hiện tại mình hỗ trợ được 3 mạng luôn rồi. Quá hay. Ở đấy thì mình hỗ trợ chỉ được như vậy thôi. À, mình cũng đang học tất cả những vị tướng mà có thể. Mình sẽ chơi, cố gắng chơi hết tất cả vị tướng để hướng dẫn cho mọi người cùng xem luôn. Đấy, lúc trước thì mình toàn chơi những con như là Violet này, rồi Nakaros. Mình chơi chính xác là có 2 con đấy thôi. Những vị tướng khác mình rất là hiếm khơi, tại vì 2 con đấy nó có khả năng cánh tem cao, đâm ra mình mới chơi nhiều. Còn bây giờ thì làm clip, mọi người yêu cầu mình làm tướng gì mình làm tướng đấy. Thì tướng nào mình cũng chơi được hết, mặc dù mình chơi hay hay là không thôi. Chứ còn tướng thì chơi nó khá đơn giản, cứ đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là ok. Đây. Đấy, con này cái chiêu 1 của nó thì đóng băng. Mình phải căn làm sao cho nó chuẩn xác một chút. Mình là biết trước được cái hướng mà họ đi á, hoặc là mình quăng thẳng giữa người luôn, nó mới không tránh được. Uầy. Rồi rồi, cậu về đi, để đấy, ulti cho cái này rồi, thử hết hết xài chiêu nhá. Hết xài chiêu nha cậu. Úi giời ơi, một pha cứu AD trông thấy luôn. Hay quá. AD ơi, khen tớ câu đi nào. Cái gì vậy? Khen đại đi, có gì đâu ngại. Trời cậu lại cứ ngại cơ. Hình như khen tớ cậu lại ngại sao ấy, tớ không ngại thôi, có gì đâu. Này choáng này. Ai chà chà, hay quá, hay quá. Thì cái con này, cái chiêu cuối nó bị câm lặng nhá, không sử dụng được chiêu ở đứng ở trong vòng đó nhá. Đấy. Ngon chưa? Cái chiêu 1 làm choáng, chiêu 2 thì nó tăng giáp này. Rồi tăng, nó sẽ tăng cho tất cả đồng bọn luôn. Uầy, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy mình thấy là 3 người rồi đấy. Vẫn thoát được. Hay quá. Bây giờ bắt Alice đâu có phải dễ đâu. Mình là một support chính hiệu mà, đang bắt ai không bắt đừng có bắt Alice. Tại vì con Alice này nó mặc dù nó là một vị hỗ trợ phép thật đấy, nhưng mà nó có cái chiêu khá là hay, đó là chiêu 1. Cũng như chiêu 2, chiêu 2 thì nó tăng tốc độ chạy này, tăng một lớp giáp luôn cho tất cả đồng đội luôn. Hỗ trợ thì bá đạo luôn. Đấy, thắng bại tại Elite luôn đấy. Mày không nói đi đâu, mọi người có điều kiện cứ xám em đó về chơi thử đi. Bá đạo lắm. Rồi ok, mình đã lên được trường băng. Bây giờ thì chiêu cuối là làm chậm thêm nữa. Ôi trời ơi, ngon. Đâu rồi, đi lên nào. Xiết luôn. Đấy, mọi người lúc đầu thì xem mình... Ê, nhầm. Này, ulti cho cái này. Sao, đúng rồi, đi vào vòng nó gây sát thương. Wow, hay quá, đi thôi. Sao, muốn cái gì, thế bên kia bạn muốn cái gì? Có tớ ở đây rồi, không ai được đụng chạm đến AD của tớ đấy nha. Đấy, hỗ trợ chính hiệu là phải biết bảo kê AD. Ok, mình hiện tại đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Choáng này, đúng rồi, choáng luôn, đúng rồi, giết nó luôn. Choáng rồi, nó bị choáng rồi. Hay quá, thế mình ăn được rồng luôn. Uầy, không chết luôn kìa, hay quá. Nào, ai chà chà, nó khôn quá, nó không lùi lại. Nào chơi không? Nó đi về rồi. Ra mà ra phát đó là nó giết luôn đấy. Uầy, núp, hết máu là phải núp thôi. Không có lên hổ báo là lao ra cho nó nhìn thấy. Nhìn thấy đó này, à, tập thể một cái là chết luôn đấy. Ý, xác AD sao nằm đây? Support kiểu này thì chết rồi, bỏ mạng AD cho AD nằm phơi xác ở đó, không được rồi. Ok. À, thì hồi nãy cuống quá, mình lo giúp đồng đội thôi. Quên mất AD luôn. Nhưng mà không sao, thì mình vẫn đang hiện đang chiếm ưu thế. Giờ thì mình sẽ ra mình đẩy đường giữa này. Đấy, cho lính nó không ăn trụ. Nếu như mà mình không ra đường giữa mà mình đi về thì cái trụ này sẽ không còn. Rất là căng thẳng. Ăn xong cái trụ này, ăn xong đám lính này mình sẽ đi về nhá. Rồi ok. Đấy, mọi người thấy chưa? Đâu rồi? Từ từ nha, đừng để chết. Nó băng trụ, nó giết AD luôn không? Đừng. AD ơi, trời ơi, em tới với anh đây. Anh ơi, anh cố gắng lên. Em tới với anh đây. Yeah, come on. Hay quá, anh thoát rồi. Ủa sao anh thoát rồi, em quay quay lại chi vậy? Rồi xong. Ơi, em không cứu được anh rồi. Trời ơi, tiếc quá, nhưng mà bạn phải chạy đi đâu? Làm sao mà chạy được? Vâng, vậy là mình đã hạ gục được một. Nói chung là mình đã trả thù được cho AD rồi. 1-2. Ok, nói chung là sự hy sinh của anh đã không còn nuối tiếc gì nữa rồi. 1-2 thì khoai mình cũng đổi đúng không? Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ đẩy đường lên. Cố gắng lục luôn cái trụ. Tên bên kia chết 3 mạng luôn rồi. Pháp sư Vera tên bên kia khá là yếu khi mà bị
đứng ra tem mình, bạn ấy hành hành xác. Đấy, tem mình chơi khá là hay đấy, ai chơi cũng tốt cả. Đấy, một lời khen dành cho tem mình rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ra lượm lúa con rồng luôn. Nào, đúng rồi, hay quá. Sao, muốn cái gì? Đấy, ulti rất là đẹp mắt, không thể nào mà chạy được. Quá hay luôn. Hiện tại thì mình giết được 2 mạng luôn rồi, hay quá cơ. Ôi trời ơi, giết được 1 mạng mà mình không biết luôn đấy. Cái gì? Có tớ ở đây rồi, mấy cậu khỏi phải lo. Ôi trời, nó tới đấy. Choáng này, choáng, ai chả chả không choáng à. Không choáng à, đúng rồi, bắt cái con Vera luôn. Bắt Vera luôn, đúng rồi, đâu rồi. Từ từ, bình tĩnh, hay quá. Mọi người xem mình nhỉ. Một phát, chết. Come on, đứng dậy đi nào. Trời ơi, hay quá. Tuyệt vời. Vâng, vậy là mình đã sử dụng diệt được Vera tay bên kia rồi. Ê, nó tàng hình, mình không biết. Ôi, sao mình không chạy được thế này. Ôi, trời, cứu. Rồi, xong, nổ chết. Trời ơi, không phải nổ chết mà bị con Slim nó giết. Tiếc quá, hồi đầu mình chạy là hay rồi. Tự dưng mình bấm cái nút cái hướng chạy về mà sao nó không chạy, nó cứ đứng im. Hình như là bị choáng hay sao ta. Hình như phải đấy là bị cái con Batman nó tung cái chiêu 2 xong nó đánh thường một cái nên bị choáng, mình không chạy được. Cộng thêm một cái chiêu 1 của con Slim nữa. Tiếc quá, không sao. Hiện tại thì mình hỗ trợ được 9 mạng luôn rồi. Tiền thì mình là một vị hỗ trợ gọi là chính hiệu thôi mà. Tiền thì mình đang đứng cuối bảng xếp hạng. Mình hỗ trợ thì chắc chắn là không tiền nhiều bằng những vị tướng đi farm như là rừng hay là mid hay là top được. Hay là AD vậy, mình sẽ nhường hết cho AD. Đấy, mình chỉ cãi con này thôi. Vừa mới nói nhường hết cho AD xong rồi cãi con quái của nó luôn. Tôi xin lỗi nha, bây giờ có gì đâu, mình thấy không có gì gọi là mất bình tĩnh cả. Đấy, mình mới nói xong mà mình cãi luôn mới hay chứ. Quăng cái chiếu một cái nó chết luôn, mình có biết đâu. Ok, thôi kệ nó, không sao cả. Ăn có 1-2 con, ăn thua gì. Đấy, ok, mình sẽ... Đó, đứng dưới có giao tranh, ra nào. Ôi ôi, cỏ red nó biến thành khổng lồ rồi kia. Mình tới đây cậu ơi, mình có hồi máu đây, có cấp cứu đây. Cấp cứu đây, hồi máu luôn. Quăng cái ulti rồi đấy, làm sao mà chạy được. Vẫn nhảy được kìa, nó vẫn nhảy được kìa, nhưng mà nhảy làm sao mà thoát. Wow, mình hỗ trợ được 12 mạng luôn rồi. Đây sẽ là mạng 13 của mình. Hỗ trợ thôi nhé, không có KS đâu. Ui dồi ôi, hay quá. 13 hỗ trợ được giết 3, chết 1 hỗ trợ được 13. Đấy, support chính hiệu đây. Thì mọi người xem clip thì hãy bình luận xem là mình chơi như vậy có ổn chưa nhá. Mình không biết chơi nó như thế nào gọi là ổn cả. Vì thế nên mọi người cứ bình luận nhiệt tình, mình sẽ lắng nghe. Đấy, nhưng mà nhớ đừng có chửi là được rồi, hãy góp ý thôi. Ui dồi ôi, cái gì đây, choáng này. Ui dồi ôi, choáng phát chết luôn. Ghê quá, làm sao chơi. À chà chà, thế mình tính băng chủ luôn, mô tô tính băng chủ luôn, nhưng mà không được. Nào, mình sẽ là đầu tàu, mình sẽ lao lên và sử dụng chiêu. Rồi, hết mana rồi. Choáng này, à chà chà, nó không lùi xuống, nó còn lao lên tới chết luôn. Ok, ping của mình đang rất là cao. Mình không biết sẽ như thế nào đây. Ok, mình sẽ đi về. Đứng đây bảo kê AD coi. Nếu mà có ai xuất hiện cái là mình ấn chiêu 2 cho hai người cùng chạy liền. Đấy, support là phải như thế. Mình luôn nghĩ cho AD chứ đừng nghĩ cho bản thân. KS mấy con lính thôi mà, đâu làm gì đầu căng đúng không. AD đâu rồi. Em đi với anh nhá. Anh AD đẹp trai nhá, em đi với anh này. Ý chà, anh ta rất là tỉnh. Ra ăn con rồng như đúng rồi luôn. Hay lắm AD ơi, bạn chơi rất là hay đấy, phải nói là tuyệt vời luôn. Ái chà, con rồng nó hạ gục luôn rồi. Đấy, một đám quái rất là hùng mạnh. Yeah, chết được quá trời tiền luôn, ngon. Giờ mình sẽ đi KS cái con bùi xanh của AD nhá. Đấy, wow, nói chơi thôi mà làm gì KS thật luôn kìa. Hay quá. Trời ơi, rồi đi lên trên nào. Ê, đứng dưới có giao tranh, Triệu Vân kìa. Triệu Vân đang bị mô tốt chặt chém. Vâng, và cuối cùng sẽ là như thế nào đây. Vâng, và là thần thánh, choáng này. Choáng, đúng rồi, hay quá, anh em đâu rồi. Nào, à, ulti cho cái này. Nào, ôi dồi ôi, ngon thế. Mình lên phép mà, ulti rất là thấm. Vâng, mà một chém thì Slim đã phải lên bảng điểm số. Cái gì vậy, Gret, ba ơi, bà làm gì đây.
trời ơi, đừng có đùa nhá, tớ có cấp cứu đấy. Rồi, Crest sẽ phải lên bảng điểm số thôi. Này thì không chết này. Vâng, và bạn ấy phải là phải nằm xuống. Rồi ok, bây giờ team mình có lẽ chỉ còn công việc cuối cùng, đó là đẩy thẳng cái trụ luôn. Này, cần thiết thì đi ra để đó cái trụ cho em. Đó, đấy, thì mọi người thấy chưa? Lúc đầu mặc dù bị chửi từ cái lúc chọn tướng đến khi vào trận vẫn bị ăn chửi, nhưng mà kết cục thì mình vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nói chung là đừng vì một lời nói hoặc là đừng vì bạn nào đó cào phím mà làm cho mình tức giận mà mình sẽ chọn game. Đó là một điều mà không tốt. Ok, để xem mình sẽ đứng hạng mấy nha. À đây. À, đặt hạng 2. Ok, hạng 2 luôn. Ngon. Hạng 2 luôn, xem được bao nhiêu nào, điểm nào. 9.0. À, có lẽ hôm nay bị chết một mạng. Ok, thì bạn S1, bạn ấy chửi mình rất là nhiều nhưng bạn chỉ chơi khá là tốt. Không sao. Kệ thôi, ai muốn chửi thì cứ chửi thoải mái. Mình ok, bye bye mọi người nhá. Mình nghỉ đây.